dòng sông dài nhất Đông Nam Á, sông Mekong, với dòng chảy dài qua 6 nước, đã kết nối chúng ta lại cùng nhau trong khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng. Trải qua hàng thập kỷ, dòng chảy theo mùa này và các hệ thiên nhiên của dòng Mekong đã nuôi dưỡng các dân tộc chúng ta, đồng thời gìn giữ những nền văn minh vĩ đại. Ngày nay, vẫn còn 2/3 dân số trong khu vực sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên phong phú của các vùng đầm lầy, cánh đồng và các khu rừng. Những khu vực rộng lớn của rừng nhiệt đới ẩm chính là ngôi nhà cho một hệ thống rất đa dạng các loài động thực vật. Những khu rừng này cũng đem đến một nguồn sinh kế cho nhiều người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Trong những năm gần đây, khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng đã có những bước phát triển nhanh chóng. Với số dân 320 triệu người, đây là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất thế giới, được thúc đẩy bởi một chiến lược phát triển dựa trên hợp tác khu vực, liên kết và hội nhập kinh tế. Chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng là quan hệ đối tác của 6 quốc gia với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, viễn thông, giao thông và du lịch được tập trung dọc theo các hành lang kinh tế nối các nước với nhau. Phát triển kinh tế tuy đã có động lực, song thách thức đặt ra là làm sao để phát triển kinh tế bền vững. Mặc dù giàu có về tài nguyên, nhưng khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng hiện vẫn còn khoảng 50 triệu người rất nghèo. Nguồn thu từ sản xuất, nông, lâm và ngư nghiệp rất bấp bênh. Việc mất dần diện tích che phủ rừng và sự đa dạng sinh học, cùng với việc sử dụng không bền vững các nguồn tài nguyên nước, thoát nước và quản lý chất thải đang là những mối quan ngại lớn. Nhằm giải quyết những vấn đề trên, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 2 năm 2005, các nhà lãnh đạo các nước tiểu vùng Mekong mở rộng đã thông qua chương trình Môi trường Trọng điểm. Chương trình Môi trường Trọng điểm, hay còn gọi tắt là CEP, đã đóng góp như thế nào vào quá trình hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng? Chúng ta đang bàn về vấn đề môi trường cho phát triển. Nếu chúng ta không bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta, những nỗ lực của chúng ta vì sự phát triển sẽ bị hủy hoại. Hai việc này phải đi đôi với nhau. Điều này chính là tinh thần và động lực thúc đẩy việc thực hiện chương trình môi trường trọng điểm tiểu vùng Mekong mở rộng. Mục tiêu của chương trình môi trường trọng điểm là làm sao để đảm bảo rằng các yếu tố môi trường phải được cân nhắc đến trong khi lập kế hoạch phát triển và trong các chính sách quản lý, đặc biệt là cho các khu vực hành lang kinh tế. Trách nhiệm đối với chương trình còn thuộc về các bộ trưởng môi trường của 6 nước tiểu vùng Mekong mở rộng. Năm 2005, các bộ trưởng đã thông qua chương trình môi trường trọng điểm và sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, hay còn được gọi là BCI. Tôi cho rằng chương trình môi trường trọng điểm là rất quan trọng đối với các nước tiểu vùng Mekong mở rộng. Chương trình có thể giúp chúng ta thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Nhóm công tác về môi trường có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện chương trình môi trường trọng điểm. Nhóm bao gồm các cán bộ của Bộ Môi trường các nước và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Trung tâm hoạt động môi trường điều phối các hoạt động của chương trình môi trường trọng điểm và đóng vai trò là ban thư ký cho nhóm công tác về môi trường. Chương trình môi trường trọng điểm làm việc với các chính phủ để tác động vào quá trình lập kế hoạch phát triển. Và chương trình cũng làm việc với các cộng đồng địa phương và các cơ quan của chính phủ để bảo vệ những hệ sinh thái chịu tác động bởi sự phát triển ở các hành lang kinh tế. Chương trình môi trường trọng điểm đưa ra những đánh giá môi trường chiến lược, gọi tắt là SEA, coi đó là công cụ lập kế hoạch nhằm xem xét các yếu tố môi trường trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển trong khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng. Quá trình đánh giá môi trường chiến lược có thể đánh giá tác động môi trường tiềm ẩn của các chiến lược phát triển và đầu tư, đồng thời xác định những giải pháp có tính bền vững. Quá trình đánh giá môi trường chiến lược hiện đang giúp hiệu chỉnh quy hoạch tổng thể thủy điện ở Việt Nam.
Thủy điện là nguồn năng lượng quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh của Việt Nam. Những đánh giá môi trường chiến lược có thể giúp đảm bảo rằng các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng đối với tính bền vững của thủy điện được bảo vệ. Trong một hoạt động đánh giá môi trường chiến lược khác, việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất trống đang được đưa vào thực hiện tại hành lang kinh tế Bắc Nam, nối tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với Lào, Myanmar và Thái Lan. Các kỹ sư sẽ xây dựng đường cao tốc thân thiện với môi trường ở trên các khu rừng nhiệt đới ẩm, chạy xuyên qua các sườn đồi nhằm giảm thiểu thiệt hại về môi trường. Đường cao tốc nổi này cũng cho phép tránh được những ảnh hưởng tới đời sống hoang dã dưới lòng đất. Tại Campuchia, các cán bộ trong các cơ quan của chính phủ đang học cách áp dụng những đánh giá môi trường chiến lược để lồng ghép những vấn đề môi trường vào quá trình lập kế hoạch du lịch. Thách thức đặt ra là làm sao để thúc đẩy đầu tư vào du lịch mà không gây hại tới môi trường, đồng thời vẫn đem lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương. Những đánh giá môi trường chiến lược sẽ tăng cường năng lực xây dựng kế hoạch phát triển bền vững về mặt môi trường trong khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng. Một mục tiêu quan trọng của chương trình môi trường trọng điểm là xây dựng những thể chế vững mạnh. Chương trình môi trường trọng điểm sẽ cung cấp khả năng lãnh đạo nhằm tăng cường các thể chế môi trường và năng lực cán bộ. Và chương trình sẽ hữu dụng trong việc giúp thiết lập và thực hiện hiệu quả các luật và chính sách môi trường hiện nay cũng như tương lai. Sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, hay gọi tắt là BCI, là cấu phần ưu tiên của chương trình môi trường trọng điểm. Mục tiêu của BCI là ngăn chặn và khắc phục hiện trạng xé nhỏ rừng tại các khu vực trong và xung quanh các hành lang kinh tế. Những con đường mới nối các nước trong khu vực sông Mekong giúp thúc đẩy thương mại, đầu tư và mang đến những lợi ích khác. Tuy nhiên, những con đường này cũng mở ra cánh cửa tiếp cận với rừng và gây nhiều áp lực hơn cho các khu rừng. Việc xâm phạm và khai thác gỗ bất hợp pháp càng làm đẩy mạnh tình trạng xé nhỏ rừng, gây thiệt hại cho môi trường sống và sự đa dạng sinh học, làm giảm chất lượng của các dịch vụ sinh thái vốn quan trọng với các cộng đồng địa phương và sự phát triển kinh tế. Sự tàn phá rừng gây hại cho việc mưu sinh và an ninh lương thực của những người dân sống phụ thuộc vào rừng. Tại tỉnh Champasak thuộc phía nam của Lào, nguồn thu nhập chính của dân làng ở đây được lấy từ việc thu thập các sản phẩm của rừng, như các loại dược thảo, hạt giống và hoa quả, những thứ mà đang ngày càng trở nên khó kiếm. Dự án sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, làm việc với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng địa phương để kiến tạo các hành lang bảo tồn nhằm phục hồi sự liên kết sinh thái trong các cảnh quan rừng quan trọng. Việc này được kết hợp cùng với các hoạt động dựa vào cộng đồng nhằm cải thiện sự quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tạo ra các phương kế mưu sinh thay thế, chẳng hạn như du lịch sinh thái. Các hoạt động của dự án sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học đang được thực hiện tại 6 khu vực thí điểm ở 5 quốc gia. Một nhóm nghiên cứu đang thu thập dữ liệu về tình trạng đa dạng sinh học và hệ thống sinh thái rừng ở vùng thí điểm sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tại Lào. Tiến trình phục hồi các cảnh quan bị xé nhỏ tại các khu vực thí điểm này sẽ được giám sát chặt chẽ. Thông tin từ các khu vực thí điểm sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học đã cảnh báo trước về những thay đổi trong hệ sinh thái tự nhiên của chúng ta. Trong ít năm nữa, các nhà khoa học sẽ quay trở lại làm việc với các cộng đồng địa phương để xem có những thay đổi nào xảy ra. Khung giám sát được gọi là đánh giá thực hiện môi trường, hay gọi tắt là EPA. EPA là một công cụ chính sách và quản lý để đo lường mức độ thành công trong việc đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững và môi trường. Đánh giá thực hiện môi trường có thể đo được những bước tiến của một đất nước trong việc đạt được các mục tiêu, như các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, gọi tắt là MDG. Ví dụ,
Các nước tiểu vùng Mekong mở rộng đã cam kết đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với nước uống an toàn. Tiến hành thường xuyên việc đánh giá thực hiện môi trường, cho phép các nước đánh giá xem liệu có khả năng thực hiện được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ hay không và đưa ra những điều chỉnh về mặt chính sách và quản lý để tiếp tục thực hiện mục tiêu. Biến đổi khí hậu hiện là một vấn đề trong chương trình nghị sự về môi trường của khu vực. Việc bảo vệ các khu rừng còn nguyên trạng sẽ là thách thức lớn. Các khu rừng chính là lá phổi của hành tinh và cũng là thành trì cốt yếu ngăn chặn sự biến đổi khí hậu. Sự tàn phá và tổn thất về rừng trong tiểu vùng Mekong mở rộng là tác nhân quan trọng góp phần gây nên vấn đề này. Người dân sống tại các vùng nông thôn sẽ là những người chịu tổn thất nhất từ sự biến đổi khí hậu vì các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và những thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa gây thiệt hại cho việc trồng trọt và các dịch vụ sinh thái. Chương trình Môi trường Trọng điểm có thể hỗ trợ xây dựng các chiến lược đối phó với sự biến đổi khí hậu, chẳng hạn như tại các khu vực thí điểm sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, các cộng đồng sẽ thông qua những hợp đồng bảo tồn nhằm khuyến khích việc bảo vệ rừng và đời sống thiên nhiên hoang dã. Các hoạt động đánh giá thực hiện môi trường tại các khu vực thí điểm sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học có thể cảnh báo sớm về những thay đổi trong môi trường của chúng ta. Những khu vực này có thể trở thành nơi lưu trữ các loại gen được chọn lọc qua những mùa vụ mới trong các điều kiện khí hậu đã thay đổi để các cộng đồng địa phương sử dụng. Các hành lang của sáng kiến các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học cũng chính là cánh cửa thoát hiểm cho đời sống thiên nhiên hoang dã nhằm điều chỉnh tác động của biến đổi khí hậu và lượng mưa đối với việc dự trữ và cung cấp thực phẩm. Chương trình Môi trường Trọng điểm tăng cường sức mạnh cho các nước tiểu vùng Mekong mở rộng nhằm cải thiện công tác quản lý môi trường, đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững, gìn giữ và bảo vệ di sản.